classic rock, có thể gọi là hard rock, heavy metal rồi thập niên 80 của bạn Judas Priest. Bài hát cực kỳ nổi tiếng đó là Breaking the Law, và cái câu riff đầu nó rất đơn giản nhưng mà cực kỳ uy lực. Và các bạn nói là đây là một trong những cái bài mà show diễn nào ban nhạc cũng diễn trước công chúng và được khán giả rất là yêu thích. Câu riff rất là đơn giản nhưng mà các bạn nghe được cái sự hồi hộp, nhanh và tốc độ ha, mặc dù là mình đánh các nốt móc đơn và nó đen thôi, không có gì quá đặc biệt, mấy câu đơn giản nhưng mà nghe nó hay. Chúng ta sẽ nghe thử qua cái câu này trước khi mình hướng dẫn cho các bạn nha. Nó cứ vòng vòng như vậy mà thôi. Thì câu này chúng ta chủ yếu là đánh trên hai cái dây số 5 và số 6 nha. Thì cái câu này chúng ta đáng lẽ các bạn có thể đánh hợp âm kèm theo giống như hợp âm power chord để nghe nó uy lực hơn, nhưng mà mình coi cái show diễn thì họ đánh từng nốt đơn luôn các bạn, họ không đánh theo kiểu này. Nếu các bạn đánh power chord vậy bạn nghe nó cũng dữ dằn phải không, nhưng mà họ muốn cái câu riff họ thật rõ ràng cho nên là họ đánh nốt đơn luôn. Đó, thì các bạn có thể download cái phần tab về, mình có để cái phần tab cái câu riff đó ha, để các bạn có thể bao tab các bạn mở lên xem, các bạn có thể gửi, mở bằng guitar pro vẫn được nha. Thì câu đầu chúng ta sẽ đánh cái dây buông là dây số 5. Sau đó các bạn C, Do, như La Si Do các bạn. Các bạn đánh 3 lần ha. Sau đó các bạn đánh ở dây trên. Tức là chúng ta có pha, son và nốt la của cái dây năm. Thì ngay chỗ này các bạn để ý một cái chiêu nhỏ một tí, nếu không các bạn đánh nó sẽ bị chồng nốt. Bởi vì ngay chỗ này các bạn đang đánh pha qua son và các bạn đánh cái dây năm là dây la, thì nếu các bạn không khéo chỗ này các bạn sẽ bị chồng nốt giữa son và la. Và khi mà tiếng distortion á, là giống như cái tiếng mình đang đánh lên, các bạn nghe cái hàng đó nó chồng thì nó không hay theo như vậy, nếu mà mình đánh sai nha. Cái hàng nó bị chồng không? Do đó ngay chỗ này các bạn thật khéo là bằng cách các bạn khi đánh cái nốt son, các bạn qua nốt la của dây năm thì các bạn buông, đáng lẽ các bạn bấm son này các bạn nhả nó lên một tí để cho cái tiếng này nó tịch. Ở sau đó các bạn mới đánh là lại chậm nha các bạn. Còn nếu bạn đánh sai, bạn thấy hàng đó nó chồng nhau, nó rè ha, nghe không hay. Thì câu sau chúng ta như sau. Thì ngay chỗ này sau khi các bạn đánh nó la như thế này rồi, bắt đầu các bạn quay lại nốt pha thì cũng tương tự. Nếu các bạn bấm la luôn thì nó lại bị chồng nốt, do đó ngay chỗ này chúng ta phải, khi các bạn bấm vô la pha ngay chỗ này, các bạn ép cái tay hơi xuống một tí để cho cái miếng thịt dưới cái ngón này chúng ta đè lên trên cái dây buông ở đây. Các bạn thấy là thấy khá đơn giản, nhưng mà các bạn đánh guitar thùng thì bạn thấy câu này đơn giản. Các bạn mà đánh tiếng override hay distortion thì các bạn thấy là nó phải xử lý một tí liền để chỗ này cho khéo ha. Lại nha. Thấy chưa, nghe nó rõ bằng cách chúng ta phải nhấc lên kịp thời hoặc là bật tiếng kịp thời. Đó, thì câu gần ta là son, do, si và dây buông. Thì mình đánh lại câu sau nha. Câu có đơn giản như vậy thôi, nhưng bạn thấy là mình xử lý bằng cách
là một vài cái điểm nhỏ nhỏ đó, thì bạn tập chậm các bạn sẽ thấy là mình quen, mình sẽ giúp cho bạn bật dây tốt hơn ha. Thì cái tay phải của câu này á các bạn, do cái nốt nó là nốt đơn và nó đen cho nên là các bạn để uy lực các bạn nên đánh phím down pitch, tức là đánh phím xuống ha, không cần alternate picking. Các bạn có thể đánh alternate picking tức là cũng được, nhưng mà các bạn có thể đánh nghe cho nó mạnh. Và ở đây chúng ta không cần palm mute, câu này không cần palm mute, họ đánh thẳng cái nốt luôn. À, các bạn thấy cái phím từ trên xuống không cũng rất là hiệu quả. Hy vọng cái câu riff nhỏ này cũng giúp ích cho bạn trong việc luyện tập và để ý tới cái việc chúng ta bật dây nhé. Thì hãy ủng hộ Khoa cũng như là Guitar for Freedom. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nhé. Xin chào.